MC vị tranh mới, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, rap hay bùng nổ. Và đây là gọi lại là Captain Boy. Yeah boy. Rider. Rider. Hello. Và đây là gọi lại là Captain Boy. Yeah boy. Rider. Captain. Ôi ngay mình bơ. Bơ mình chạy. Dòng này che kính mít đi. Mắt có vấn đề thôi. Hôm nay không nghe tiếng cà rít đâu hết. Hả? Tao hôm nay cũng bị đau mắt. Hèn gì không có nghe tiếng, chỉ thấy là cà rít ăn thôi, không có nghe tiếng gì hết. Nhưng mà mình có bình chọn cho thí sinh không ạ? Mình đã có bình chọn thí sinh chưa? Có thể tiết lộ không? Không. Thank you.
Quay phim là điêu viên rồi mọi người, bài gì? Rồi anh nhìn em được không? Công Hiếu. Thì chị đang muốn quay đôi giày của em thôi. Hôm nay team em hóa người mùa đông hết hả? Đúng rồi chị, trời lạnh quá. Khiến cho mọi người lạnh như băng. Yes. Rồi tiếp theo là tiếp tục chuyên mục gọi là phía sau cánh gà. Thì chuyên mục này shout out tới những anh chị mà thì là dancer, make up, làm tóc nhưng mà mọi người không biết mặt ở trên trên sóng. Thì đây. Hello. Mình chương trình phía sau cánh gà. Dạ đúng không? Thì, nói chung là giới thiệu cho những anh chị ở backstage. Có người bắt lên sóng thì anh giới thiệu sơ qua. Thì mình rất là hân hạnh được làm tóc cho các bạn thí sinh đặc biệt 13. Dạ. Mấy bạn rất là đáng yêu. Thì này mấy bạn bài nào mình cũng thích. Ồ oh. Em hơi khen. Anh tập hợp em đã. Được. Rồi bây giờ anh anh có thể điểm sơ qua là anh làm tóc gì những ai trong chương trình mà vô sâu nhất là cho SMO nè, SMO cái đầu mà đầu hú kỳ nè, chi nè, chi vừa mới làm cho New Ray xong nè, rồi mùa trước thì làm cho Cichen mùa hai là Cichen là đây là những cái bàn tay gọi là ba đem đến những quả đồng có thể tiến vào chung kết. Cảm ơn rất nhiều đã có bài hát ủng hộ cho Hurricane và cũng ủng hộ cho mình nha. Mình là Đức. Rồi cảm ơn Đức rất nhiều đã có mặt tại Rap Việt mùa 3. Rất có duyên được gặp với anh mặc dù tới đầu cuối hôm nay mới gặp anh. Anh cũng là cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn nha. Rồi chị làm gì? Chị đi hỗ trợ anh thôi. À vậy hả? Chị bắt cấp gì đó. Không, chị hỗ trợ anh. Ok. Cảm ơn chị.